bị bậy lắm mà không biết bậy cái gì. Thế thì sau đó chúng tôi đã đến với nhau và có đôi cháu nhỏ như bây giờ. Còn rất mong anh chị vỗ một tràng pháo tay, có thể không nở nụ cười. Cái sai của anh là cái gì anh biết không? Một cái người diễn viên quan trọng nhất là đưa cái mặt ra cho người ta nhìn thấy. À, mà anh lại cất cái mặt anh đi. Anh lại quay qua Huy. Em xin không đồng ý với chị Hương chỗ này chút xíu. Người diễn viên không nhất thiết phải cho người ta coi cái mặt, nhưng phải có cái cho người ta coi. Có nghĩa là khi anh giấu cái mặt thì anh phải đền cho tôi cái gì? Cái tay, cái chân này nọ, anh phải làm cho nó hay và cho nó sinh động. Là cái tay, cái chân anh đó là hai nhân vật, anh làm hỏng tới. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của tất cả quý vị nữa, chúng ta hãy đến với thí sinh đầu tiên. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chi. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Chỉnh chu, đẹp trai, áo bỏ trong quần, mặt cười tươi tắn. Và điều quan trọng là cái câu này mình nghĩ là trong mùa 1 Trấn Thành đã dùng rất là nhiều. Và hôm nay Sạch sẽ. Bây giờ mùa 2 xài từ mới cho anh, nhìn anh vi diệu. Vi diệu. Anh có thể bật mí chút xíu nghề nghiệp của anh làm gì, ở đâu, vợ con gì chưa? Vâng, trước hết thì cho tôi xin gửi lời chào đến chị Việt Hương, anh Trấn Thành cùng toàn thể khán giả trong khán phòng hôm nay. Cũng xin tự giới thiệu, tôi là đang công tác tại công an thành phố Hải Phòng. Công an là gì? Công an hả? Công an làm gì? Cái gì xấu xa? Công an. Nè, Khoa có làm cái gì xấu xa không? Quy ơi Quy, sao tánh tôi kỳ, tôi nghe hai chữ công an cái mặt tôi dòm giáo vậy? Cái đó là tâm lý đó, đó là tâm lý. Thí dụ, không cười có bị bắt không? Anh Hoàng ơi, anh là công an về cái gì ạ? Công an ha? Có chị là tôi công tác về công tác đoàn, chuyên trách đoàn của công an thành phố Hải Phòng. Dạ vâng. Còn cũng chia sẻ với mọi người là thực ra thì tôi đi theo đường chim bay. Cái gì? Vâng, chim bay, và đi máy bay mất một tiếng. Chính lại đường chim bay. Vâng. Thấy không? Chứ anh nói đi đường chim. Vâng. Cái gì khoảng lặng nó nguy hiểm. Dạ. Anh đi cái đường đó nó hơi khó. Thì mất 1 tiếng 45 phút để có mặt tại đây. Dạ. Và chắc chắn rằng cũng rất muốn đem lại cái nụ cười cho mọi người, đem lại một cái hình ảnh về một người công an gần gũi hơn, để mọi người có thực sự chia sẻ và có những cái cùng với lực lượng công an chúng tôi để làm cho xã hội ngày càng đẹp hơn. Dạ vâng. Bằng những nụ cười. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Và bây giờ anh Hoàng Minh hãy sẵn sàng và anh có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Vâng, kính thưa quý bạn và các vị, thực sự như tôi chia sẻ ban đầu là hôm nay tôi cũng có mặt ở đây để chia sẻ một phần công việc của mình để mọi người hiểu. Bởi vì hiểu và chia sẻ là hai vấn đề có hoàn toàn có mối quan hệ biện chứng lẫn nhau. Nếu như người ta hiểu mà người ta không chia sẻ được, người ta chia sẻ mà mọi người không hiểu thì ta rất khó để có thể chia sẻ mọi người hiểu. Nhưng mà ta nói những cái điều mà người ta không hiểu được thì người khác không thể hiểu được chúng ta đang chia sẻ những gì. Vì vậy tôi cố gắng nói những điều để mọi người hiểu được ta đang nói cái gì để mọi người chia sẻ. Tôi xin đưa cử một ví dụ trong. Bảo Minh. Dạ. Báo cáo thủ trưởng, em có mặt. Tại sao cậu bỏ gác? Dạ báo cáo, em không bỏ gác ạ. Em đứng gác nghiêm chỉnh. Tại sao cậu bỏ chạy? Dạ thực ra em thấy có hai con chuột. Hai con chuột nó làm sao? Nó chạy đến chỗ em vẫn đứng nghiêm. Nó bò vào ống quần em vẫn đứng nghiêm. Nhưng em nghe thấy chúng nói. Chúng nói làm sao? Chuột làm sao mà nó được? Dạ. Translate into Vietnamese. Ăn quả nào trước đây mày. Em không thể đứng yên được, em phải chạy. Cả hai danh hài đã nở nụ cười. Xin chúc mừng anh. Anh Minh có biết không, cái khúc đầu á mà anh làm thêm một tí nữa em sẽ cười ngay. Vì anh nói anh đang truyền đạt cái gì mà dễ hiểu nhất. Mà anh nói nhanh thiệt nhanh, cái đó là cái ý anh diễn đúng không? Nhưng mà hơi bị ít. Nhiều thêm nữa thì anh sẽ giữ cái này vào phần 2. Còn cái hồi nãy là em sẽ cười cho anh phần 1 ngay. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là anh, lúc đó anh lo thì em không cười, cho nên anh lập tức cho qua cái này. Đúng không ạ? Cái kia là sắp cười rồi. Nhưng mà đó là chiến thuật hay. Là tại vì khi mình thấy mọi người không cười, anh sẽ chuyển một cái khác và cái câu chuyện của anh nó lại hiệu quả. 2 triệu là giải thưởng của anh rồi. Anh Hoàng Minh, và ở vòng đầu tiên, thời gian của anh còn lại chỉ là 1 giây. Wow. Và 1 giây, bây giờ anh đang có 2 triệu. Nếu anh tiếp tục tham gia
và thử thách ở vòng 2. Và chiến thắng trong vòng 60 giây, số tiền của anh sẽ là 10 triệu. Và nếu không, anh được quyền ngừng cuộc chơi và cầm 2 triệu ra về. Vâng, thì đã theo đường chim đi máy bay, chim bay 1 tiếng 45 phút rồi. Chim đi máy bay hả? Vô duyên nữa. Vâng. Tôi đi theo đường chim, đường chim bay. Tôi đi theo đường chim đi máy bay, đó là vô rồi. Tôi cũng hy vọng tiếp tục đem lại niềm vui cho mọi người ở vòng tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Vậy là anh Hoàng Minh đã chấp nhận bước vào vòng 2. Và bây giờ anh có 60 giây bắt đầu. Ôi em, cả ngày này không gặp rồi. Ôi, nhớ quá. Anh à, anh thấy hôm nay bầu trời có đẹp không? Đẹp em ạ. Em hãy nhìn những vì sao đêm nay không sáng tỏ như mọi ngày em nhỉ. Nhưng anh có một điều muốn hỏi em. Anh hỏi điều gì? Cứ hỏi đi. Adrenaline trong người em đang tăng lên. Đừng làm cho em loạn mạng như thế. Anh cứ phọt đi anh ạ. Em à, anh hỏi bố mẹ em có phải là những thằng trộm không? Anh hỏi cái gì? Thì họ mới đem được 2 vì sao sáng nhất trên trời đập vào trong mắt em, làm mắt em sáng lung linh như ngày. Ôi, anh thật lãng mạn. Anh à, anh có biết em đang nghĩ gì không? Anh đang nghĩ giống em. Kiếp cha này bậy thế. Nghĩ bậy lắm. Mà không biết bậy cái gì. Thế thì sau đó chúng tôi đã đến với nhau và có đôi cháu nhỏ như bây giờ. Còn rất mong anh chị vỗ một tràng pháo tay, có thể không nở nụ cười. Cái sai của anh là cái gì anh biết không? Một cái người diễn viên quan trọng nhất là đưa cái mặt ra cho người ta nhìn thấy. À, mà anh lại cất cái mặt anh đi. Anh lại quay qua Huy. Em xin không đồng ý với chị Hương chỗ này chút xíu. Người diễn viên không nhất thiết phải cho người ta coi cái mặt, nhưng phải có cái cho người ta coi. Có nghĩa là khi anh giấu cái mặt thì anh phải đền cho tôi cái gì? Cái tay, cái chân này nọ. Anh phải làm cho nó hay và cho nó sinh động. Là cái tay, cái chân anh đó là hai nhân vật. Anh làm hỏng tới. Anh cứ ngồi tưởng tượng giống như anh bị ngứa rồi anh gãi thì thôi. Cảm ơn anh có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn. Cảm ơn. Nghiêm túc không đồng nghĩa với việc cứng nhắc. Hài là một cái liều thuốc bổ đem lại cho mọi người tiếng cười. Và lực lượng công an thì cũng là những con người và luôn muốn đem cho mọi người niềm vui. Bản thân mình cũng muốn rằng là thông qua đây để gửi cho mọi người một thông điệp. Đó là cái việc mình mong muốn xây dựng, góp phần xây dựng hình ảnh một người công an đẹp và gần gũi hơn trong mắt mọi người.